rồi chúng tất cả những thú dữ và quỷ dạ xoa này lại tự chụp bắt túm quắp đầu chân lại với nhau. Hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu, những ác thú và quỷ dạ xoa này hè nhau túm lấy tội nhân rồi bẻ quặp đầu và chân tội nhân lại, hoặc có lúc quỷ dạ xoa túm lấy ác thú rồi bẻ quặp đầu và chân của ác thú, hoặc ác thú chụp bắt dạ xoa rồi cũng bẻ quặp đầu và chân của dạ xoa lại, hoặc quỷ dạ xoa và ác thú cùng bắt tội nhân rồi bẻ quặp đầu và chân của tội nhân lại với nhau. Nói chung là ai nấy đều bị bẻ vạn thành muôn hình vạn trạng, toàn là những hình thù rất ghê rợn khủng khiếp, đến nỗi người thường chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, thánh nữ Bà La Môn nhờ nương sức niệm Phật, Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, nên tự nhiên không kinh sợ trước những cảnh tượng hãi hùng đó. Có một quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp. Bấy giờ thủ lãnh của loài quỷ là quỷ vương Vô Độc tiến đến lại chào thánh nữ Bà La Môn, rồi hỏi thánh nữ rằng: lành thay Bồ Tát, do duyên sự gì mà ngài đến chỗ này? Thưa vị Bồ Tát có thiện tâm, chẳng hay vì duyên cớ gì mà ngài lại đến nơi đây? Bấy giờ thánh nữ Bà La Môn hỏi quỷ vương rằng: tôi không rõ làm thế nào tôi lại đến được nơi này nữa, chẳng hay đây là chỗ nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Núi Đại Thiết Vi là một trong những hòn núi lớn ở bên ngoài núi Tu Di. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật chăng? Tôi thường nghe người ta nói rằng bên trong núi Thiết Vi có địa ngục, chẳng hay có thật như thế chăng? Có nhiều người không tin là có địa ngục, thế thì có thật là có địa ngục hay không? Vô Độc đáp rằng: thật có địa ngục, quả thật có địa ngục, đây chẳng phải là do con người tưởng tượng ra mà đích thực là có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: nay tôi làm sao được đến chốn địa ngục, do duyên cớ gì mà bây giờ tôi lại đến địa ngục này? Vô Độc đáp rằng: nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến được. Có hai nguyên nhân dẫn dắt đến chốn địa ngục: thứ nhất là phải có oai thần, sức thần thông đức hạnh mới có thể đến được nơi này; thứ hai là do nghiệp lực, tức là vì có nghiệp tội nên mới bị đọa vào địa ngục. Như vậy nếu không do oai thần hoặc nghiệp lực dẫn dắt thì không thể nào đến được địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: do duyên cớ gì mà nước trong biển này sôi sùng sục và có những người tội cùng các thú dữ như thế? Vì sao nước trong biển này nóng dữ dội như thế? Vì sao lại có nhiều tội nhân bị dìm trong nước sôi, và vì sao lại có đông đảo ác thú đến thế? Vô Độc đáp rằng: đây là những chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết quá 49 ngày, tức là 7 tuần lễ, thường gọi là thất tuần hoặc 7 thất, không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống họ lại không làm được nhân lành nào cả. Diêm Phù Đề là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là thắng kim, bởi vì lá của cây diêm phù đàn kim rụng xuống sông thì biến thành vàng ròng. Thứ vàng này là thủ thắng nhất, đặc biệt nhất, nên gọi là thắng kim. Thế giới mà chúng ta đương sống được gọi là cõi Nam Diêm Phù Đề. Chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội, đều là nghiệp. Chúng ta thường xuyên tạo tác nghiệp tội. Những tội nhân biển này chính là những chúng sanh đã từng gây tạo ác nghiệp ở cõi Diêm Phù Đề, vừa mới chết hoặc mới chết gần đây. Đối với người đã chết, nếu quý vị muốn làm việc công đức để giúp cho họ được siêu thoát, cần phải làm trước ngày thứ 49 kể từ ngày họ chết. Bởi vì trước ngày thứ 49, nghiệp tội của người chết vẫn chưa được xét xử. Quý vị có thể kịp thời vì họ mà làm công đức để họ được hưởng sự lợi ích. Nếu để quá 49 ngày thì khi ấy nghiệp tội của họ đã được phán định xong xuôi, cũng như tòa án đã kết án định tội rồi vậy, không thể nào thay đổi được nữa. Vì thế trong vòng 49 ngày này, nếu quý vị có thể tụng kinh, tụng chú hồi hướng cho họ thì có thể giúp họ được siêu độ, khiến họ đạt được sự lợi ích. Thế thì nếu sau 49 ngày nghiệp tội của người quá vãng đã được xét xử xong mà quý vị mới tụng kinh siêu độ cho họ thì họ có được hưởng công đức gì không? Tất nhiên là có, nhưng công đức mà họ được hưởng có ít bớt, năng lực có yếu hơn, tuy là không lớn lao song chẳng thể nói là hoàn toàn không có. Do đó từ giải về sau, nếu quý vị muốn làm công đức để hồi hướng cho những người quá vãng thì tốt nhất là nên làm trước kỷ hạn 49 ngày sau khi họ qua đời. Vậy những chúng sanh đang trôi nổi trong biển nước sôi là những kẻ mà lúc còn ở cõi Diêm Phù Đề đã chót gây tạo nhiều ác nghiệp, không hề làm việc thiện, chưa từng trồng nhân lành, và chết đã quá 49 ngày mà vẫn không có ai làm thiện sự
để hồi hướng công đức ngõ hầu giải bớt khổ nạn cho. Vì thế nên cứ theo bổn nghiệp mà chưa cảm lấy hít địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này trước. Căn cứ vào nghiệp tội trước đây họ đã tạo tác mà cảm thọ quả báo địa ngục, tự nhiên trước hết họ phải lội qua cái đại khổ hải này, nhận lãnh nghiệp báo mà họ đáng phải nhận lãnh. Quỷ vương vô độc lại nói tiếp, cách biển này 10 vạn do tuần về phía đông, lại có một cái biển, ở phía đông của biển nước sôi này lại có một biển lớn khác, biển ấy cách biển này 10 vạn do tuần, và những thống khổ ở đó còn gấp bội chỗ này. Thấy những người trong biển này bị ác thú và quỷ dạ xoa xua đuổi dượt bắt, quý vị cho rằng như thế là thống khổ. Nhưng khi đến biển kia thì quý vị sẽ thấy rằng ở đó còn khổ sở và lợi hại hơn biển này rất nhiều. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ ở đó càng trội hơn, càng nhiều hơn so với biển trước. Do nguyên nhân nào mà có những biển này? Do ác nhân của tam nghiệp cảm vòi ra và gọi chung là biển nghiệp, chính là chốn này vậy. Tam nghiệp tức là ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân có ba nghiệp ác là sát đạo dâm, sát sanh trộm cắp và tà dâm, không giữ quỷ củ. Ý có ba nghiệp ác là tham sân si, lòng tham lam, lòng sân hận, lòng si mê. Khẩu miệng có bốn nghiệp ác là ỷ ngữ, vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt. Ỷ ngữ là nói những chuyện trai gái không chánh đáng, vọng ngữ là chuyên nói những lời gian dối, nói láo, ác khẩu là dùng lời hung dữ mắng chửi người, lưỡng thiệt là nói lưỡi đôi chiều, gặp Trương Tam thì nói xấu Lữ Tý, gặp Lý Tứ thì nói xấu Trương Tam để gây xích mích lẫn nhau. Một người mà nói hai lời trái nghịch nhau, đi với giáp thì nói ất thế này thế nọ, đi với ất thì lại nói giáp thế nọ thế kia. Một cái lưỡi mà nói hai lời đâm thọc nhau, chẳng khác nào có hai cái lưỡi, cho nên gọi là lưỡng thiệt. Miệng có bốn nghiệp ác, thân có ba nghiệp ác, ý có ba nghiệp ác, gọi chung là thập ác, 10 điều ác, hoặc tam nghiệp ác nhân, tức là những chủng tử hoặc mầm mống gây tạo tội ác qua thân, khẩu và ý. Vì sao lại có biển nước ác, ác thủy, cùng nhiều thú dữ và quỷ dạ xoa như thế? Đây đều là do những nghiệp nhân xấu ác của con người tạo ra mà chiêu cảm lấy quả báo. Trồng nhân lành thì gặt quả lành, gieo nhân ác thì chịu ác báo, nghĩa là bụng làm dạ chịu. Nghiệp tội đều là do mình tự gây ra và tự chuốc lấy. Vậy ba cái biển này được gọi chung là biển nghiệp, nghiệp hải, và đều do nghiệp lực của con người cảm vời ra. Kinh văn, thánh nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng địa ngục ở đâu? Vô độc đáp rằng ở trong ba cái biển đó đều là đại địa ngục, nhiều đến số trăm ngàn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thì có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở, bậc kế nữa có đến ngàn trăm, cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng, thân mẫu tôi mới mất gần đây, song không rõ thần hồn của người phải ra vào chốn nào. Lược giảng, thánh nữ lại hỏi quỷ vương vô độc rằng, địa ngục ở đâu? Ngài nói có địa ngục, vậy chẳng hay địa ngục rốt cuộc ở nơi đâu? Quỷ vương vô độc đáp rằng, ở trong ba cái biển đó đều là đại địa ngục. Tại sao gọi là biển nghiệp, nghiệp hải? Biển nghiệp tức là cái biển do nghiệp lực của chúng sanh tập hợp lại mà thành. Chứ biển còn ngụ ý rộng lớn, dồi dào, chứ không nhất thiết là một biển nước thật sự. Do đó, biển nghiệp ám chỉ nghiệp lực của chúng sanh, nếu dồn lại, kết nhóm lại thì cũng rộng lớn vô lượng vô biên như biển cả vậy. Ba cái biển vừa kể này cũng có thể gọi là biển nghiệp. Do ba nghiệp thân khẩu ý của con người tạo thành, cho nên quỷ vương vô độc mới nói với thánh nữ Bà La Môn rằng, ở trong ba cái biển đó đều là đại địa ngục, nhiều đến số trăm ngàn, mỗi ngục đều khác nhau. Có bao nhiêu địa ngục, có đến hàng ngàn hàng vạn địa ngục, và mỗi ngục, mỗi có những thiết bị khác nhau. Không ngục nào giống với ngục nào, có thể nói rằng mỗi người gây mỗi nghiệp, chẳng ai giống ai, cho nên mỗi người tự tạo mỗi địa ngục cho chính mình. Địa ngục hoàn toàn không phải được xây sẵn hoặc chuẩn bị sẵn cho con người trước khi chết. Không phải thế, địa ngục là do tự nghiệp của mỗi người chiêu cảm mà hiện ra. Tự mình tạo nghiệp tội gì thì phải gánh chịu quả báo tương ứng với tội lỗi đó, gây vô số ác nghiệp, tất gặp vô số ác báo. Ví dụ, có một nơi gọi là địa ngục Bảo Lạc, cột đồng nung. Ở địa ngục này có cây cột làm bằng đồng, rỗng ruột nên có thể đốt lửa ở bên trong. Hạng người nào phải đọa vào địa ngục này,
đó là những người háo sắc đa dâm chuyên làm điều bất chánh. Bởi địa ngục cột đồng nung nóng này là do nghiệp lực họ cảm vòi mà ra. Họ nhìn cột đồng xong đối với họ thì đó không phải là một cột đồng rực lửa mà là hình dáng của một con người. Người nam thì thấy đó là một mỹ nữ nên liền mừng rỡ nhào tới ôm chầm lấy. Và vì thế bị lửa thiêu đốt đến bỏng da cháy thịt, muốn gỡ cũng gỡ không ra. Còn người nữ nhìn cột đồng nóng thì lại thấy đó là một người nam khôi ngô tuấn tú hoặc là bạn trai cũ của mình. Liền vui mừng cho rằng đất khách gặp cố nhân, bèn hớn hở chạy ào đến ôm chầm lấy. Nhưng tới nơi thì liền bị lửa dục hỏa này thiêu chết. Tội nhân bị chết rồi, thì sau đó trong địa ngục có một ngọn xảo phong, gió tinh khôn, do một thứ diệu pháp tạo thành thổi lướt qua. Ngọn gió này thổi đến thì họ đều sống trở lại, nhưng sau khi sống lại họ lại quên mất hình phạt, vừa mới thọ nhận mà chỉ nhớ điều ưa thích trước. Nên cứ chứng nào tật nấy, do đó lại phải tiếp tục chịu khổ báo và các hình phạt tại địa ngục cột đồng nung cứ thế mà tái diễn. Ngoài ra còn có rất nhiều loại địa ngục, mỗi loại đều có những đặc điểm riêng, do đó nói là mỗi địa ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thì có 18 chỗ, có tất cả 18 đại địa ngục, trong mỗi địa ngục ấy lại ngăn thành 18 gian. 18 gian này chính là 18 chỗ riêng biệt, bực kế đó có 500 chỗ. Đủ không lường sự khổ sở, thứ đến lại có 500 địa ngục, mà sự khổ sở ở nơi này nhiều đến đếm không xuể, kể không xiết. Bực kế nữa có đến ngàn trăm cũng đầy không lường sự thống khổ, kế nữa thì lại có đến hàng trăm hàng nghìn địa ngục. Sự khổ sở ở những ngục này so với 500 địa ngục trên, tuy có phần nào nhẹ hơn, song nói chung thì vẫn là vô lượng vô biên. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng, xin ngài mở lòng từ bi mà chỉ bày cho, thân mẫu tôi mới mất gần đây, song không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Mẹ tôi vừa mới qua đời, tính đến nay cũng chưa được bao lâu, song tôi nóng lòng muốn biết linh hồn của mẹ tôi hiện đương phiêu bạt phương nào, xin quỷ vương làm ơn chỉ giúp cho. Kinh văn. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu tôi tà kiến, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm tin, nhưng rồi chẳng kính, giàu khuất không bao lâu mà chưa rõ thác sanh về đâu. Vô độc hỏi rằng, thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng, thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi tên là Duyệt Đế Lợi. Vô độc chắp tay thưa Bồ Tát rằng, xin thánh giả hãy trở về và chớ thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con trai của bà có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà thiết cúng để tu phước và bố thí chùa tháp, thờ Đức Giác Khoa định tự tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được an lạc, đồng được thác sanh cả. Nói xong quỷ vương chắp tay, chào thánh nữ mà cáo lui. Lược giảng. Nghe thánh nữ nói muốn biết thân mẫu mình thác sanh vào chốn nào trong 6 nẻo luân hồi, quỷ vương hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Bà sinh sống bằng nghề gì? Thuở sinh tiền bà thích làm những việc gì? Vì thấy thánh nữ Bà La Môn đến được địa ngục thì nhất định là nhờ ở sức mạnh của oai đức nguyện lực, cho nên quỷ vương mới gọi thánh nữ là Bồ Tát. Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu tôi tà kiến, mặc dù mẹ của tôi, nhưng tôi không thể che giấu được những sai lầm của bà. Mẹ tôi là người tà tri tà kiến. Tà kiến là một trong 5 thứ kiến giải sai lầm, ngũ kiến, hoặc 5 mối sai kiến, ngũ lợi sử, thân kiến, biên kiến, giới kiến, kiến thủ kiến và tà kiến. Một, thân kiến chấp là có thân mình. Thân kiến là luôn luôn lo toan tính toán cho cái thân của mình, không muốn nó phải chịu thiệt thòi, thí dụ ăn uống thì phải là đồ ngon đồ bổ, như thế mới khỏi lo sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Những người có thân kiến cứ muốn bồi bổ thân hình cho mập mạp, béo tốt, không ngại thân mình quá thừa thịt thừa mỡ, bởi họ cho rằng như thế mới là thân thể khỏe mạnh, càng mập càng tốt. Lúc nào họ cũng sẵn sàng vì bản thân mà ưu tư tính toán, phải ở nơi nhà cao cửa rộng, đầy đủ tiện nghi, ăn uống phủ phê áo quần sang trọng. Từ sáng đến tối chỉ nghĩ tới chuyện hưởng thụ sung sướng và chăm sóc cái thân này từng ly từng tí. Đó là nói về thân kiến, không muốn cho thân thể chịu thiệt thòi tổn thất. 2. Biên kiến, cực đoan chỉ thấy một bên. Biên kiến tức là nhìn sự việc một cách thiên lệch hoặc quá khích. Ví dụ hút thuốc lá là có hại, nhưng những kẻ có biên kiến lại nói rằng hút thuốc thì chẳng có gì là không tốt cả.
và còn ngoan cố bảo rằng làm như thế mới là hay, là tài giỏi nữa. Họ lại còn biện hộ rằng quý vị sở dĩ chống đối việc hút thuốc là vì quý vị chưa hiểu hết được sự thần diệu của nó. Chứ một khi được nếm qua sự thần diệu đó rồi thì e rằng ai nấy cũng đều không muốn từ bỏ và biết đâu lại còn hút nhiều hơn. Những kẻ có biên kiến thường nói năng rất khéo léo, lưu loát, viện dẫn lý lẽ rất hùng hồn nhưng thực chất chỉ toàn là những thành kiến lệch lạc. Ba, kiến thủ kiến, cố chấp bám chặt vào kiến giải sai lầm. 4. Giới kiến, hiểu sai về giới, trì giữ những giới sai lạc. Giới kiến chính là tà giới. Thí dụ có những kẻ khi thấy người theo đạo Phật thì không ăn thịt, liền nói: không ăn thịt thì có gì đáng nói, quý vị biết không, có người ngay cả muối họ cũng không ăn nữa, như thế mới là có bản lãnh chứ. Nếu không tin thì quý vị thử làm xem. Và họ cố ý cứ thế mà đi dần tới việc hủy báng tam bảo. Nói chung cho dù việc quý vị làm rõ ràng là đúng, sau những kẻ có giới kiến vẫn bới lông tìm vết, cố tìm cho ra khuyết điểm để phê phán, dèm pha cho bằng được. 5. Tà kiến, cái thấy tà vậy. Thí dụ, khi thấy mọi người đều ca ngợi hạnh hiếu thảo thì kẻ tà kiến lại bảo: hiếu thảo cha mẹ để làm gì? Cha mẹ sanh con đẻ cái là hậu quả của lòng ham khoái lạc nhất thời, chứ nào phải tử tế gì đâu. Và vì thế họ bỏ mặc cha mẹ không đoái hoài tới, đến khi cha mẹ già nua rồi qua đời thì họ thở phào nhẹ nhõm, cũng tốt thôi. Như thế là thế giới bớt được một kẻ ngồi không ăn bám. Những kẻ tà kiến thường nói năng dài dòng, viện dẫn lung tung, nói rằng hiếu thảo cha mẹ là hợp với đạo lý, đúng với lẽ phải, thì họ phản đối và cãi lại: thật là ngu xuẩn, hai ông bà đều già cả, sắp xuống lỗ hết rồi, còn hầu hạ hiếu thuận họ làm gì cho nhọc xác chứ. Họ bảo quý vị ngu xuẩn, song lè chính họ mới thực sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Đó là điển hình của hạng người đầy rẫy tà tri tà kiến, khinh chê ngồi tam bảo. Câu này nguyên văn chữ Hán là cơ hủy tam bảo. Cơ là diễu cợt, hủy là chê bai. Thí dụ có nhiều người thấy kẻ khác lại Phật liền mai mỉa: xem kìa, hắn là người sùng tín đạo Phật đấy. Những người tin Phật điều gì cũng làm, xem ra thì họ có gì hay hơn người khác đâu. Không phải là họ cũng chơi bời cờ bạc rượu chè như thiên hạ, việc gì cũng tham dự hết sao? Tin Phật thì được lợi ích gì? Họ gán cho tín đồ Phật giáo cả núi tội, trút lên đầu người Phật tử cả đống lỗi, mà tội nào tội nấy đều nghiêm trọng hơn cả thập ác và ngũ nghịch rất nhiều. Đó gọi là cơ. Hủy là chê bai phỉ báng. Thí dụ có người nói rằng quý vị không nên tin Phật, những người theo đạo Phật đều là những kẻ lừa đảo. Nói như thế tức là chê bai hủy báng tam bảo vậy. Hoặc có người lại nói rằng Phật Pháp Tăng đều là giả dối, Phật chỉ là tượng đất, Pháp chẳng qua chỉ là chữ viết trên giấy, còn tăng nhân thì bất quá cũng là con người phàm phu tục tử mà thôi, đâu có gì đặc biệt. Thế thì tại sao mọi người cần phải tin lời Phật nói? Tại sao phải dập đầu quỳ lại? Các người quả thật là ngu si tột bậc. Họ mắng nhiếc một thôi một hồi thậm tệ như thế, khiến cho những người tin Phật cũng sanh lòng hoang mang ngờ vực. Thậm chí có kẻ phải giấu giếm, không dám cho ai biết rằng mình theo đạo Phật. Trong số những vị cao niên thường đến đây nghe thuyết pháp vào ngày Chủ nhật, có một vị cách đây mấy năm đã từng ngỏ ý muốn được quy y với tôi, nhưng tôi trước sau vẫn không nhận lời. Vì sao ư? Vì ông ấy muốn quy y một cách bí mật, không muốn để cho người khác biết. Quý vị xem, quy y chứ đâu phải đi ăn trộm, thì tại sao phải bí mật, lén lén lút lút chứ? Ông ta muốn bí mật, nhưng ở đây tôi không có thứ quy y bí mật đó, cho nên tôi bảo ông ấy nên suy nghĩ lại. Việc này thật là kỳ lạ, ông ấy viện cớ gì ư? Ông ấy nói rằng ông vốn là tín đồ Thiên Chúa giáo và có quen biết rất nhiều người trong giáo đoàn. Bây giờ nếu họ biết ông ta theo đạo Phật thì họ sẽ cho rằng ông là kẻ phản đạo, là một tên phản đồ. Song nếu không thú thật, tức là ông ta lừa dối mọi người, như thế lại càng tội lỗi hơn nữa. Ông ta lại còn nêu ra một nguyên do khác, đó là vì ông còn muốn nhận sự cứu tế từ nhà thờ nọ. Quý vị xem, như thế thì làm sao có thể gọi là tin Phật được, thật là đáng thương. Hoặc có lúc tạm tin. Tạm tin tức là tin tưởng tạm thời, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chứ chẳng phải mãi mãi tin tưởng. Chúng ta tin Phật thì cần phải phát nguyện vĩnh viễn tin Phật, không nên chỉ tin tạm thời như bà mẹ của thánh nữ Bà La Môn. Thí dụ có nhiều người nói rằng tôi chỉ tin trong vòng một tiếng đồng hồ, quá một tiếng đồng hồ rồi thì không, tôi không tin nữa. Như thế gọi là tin tạm thời hay tạm tin? Những người đó không thể nào duy trì lòng tin lâu tới 2 tiếng đồng hồ được. Họ chỉ tin trong 1 giờ đồng hồ mà thôi. Có người thì lòng hăng hái và nhiệt tình tin tưởng của họ chỉ kéo dài tối đa là 5 phút. Quá 5 phút thì nguội lạnh hẳn.
họ chỉ có thể giữ được tín tâm trong 5 phút. Tuy nhiên chúng ta học Phật thì cần phải tin Phật và cần phải phát nguyện mãi mãi có đức tin. Vậy thì có thể là cũng trong 5 phút ngắn ngủi nào đó, bà mẹ của thánh nữ chịu theo con đi lễ Phật quy y Tam Bảo hoặc lại một vị sư làm thầy, nhưng rồi chẳng kính. Khi đối trước tượng Phật thì bà lạy Phật tin Phật, nhưng chỉ vừa quay lưng là lập tức không còn cung kính nữa. Dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ thác sanh về đâu, mẹ tôi vừa mới qua đời xong tôi không biết bà phải đầu thai vào chốn nào. Vô độc hỏi rằng, thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Vì thánh nữ Bà La Môn chưa cho biết danh tánh của bà mẹ, nên quỷ vương không thể không hỏi cho rõ ràng, chẳng hay mẹ của ngài tên họ là gì, bà cư ngụ nơi đâu, địa chỉ của ngài là gì, xin ngài hãy kể rõ. Thánh nữ đáp rằng, thần phụ và thân mẫu tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Xã hội Ấn Độ thời bấy giờ có 4 chủng tánh. Những người có nghiên cứu về Ấn Độ cần phải biết 4 chủng tánh này là gồm những gì. 1. Bà La Môn tức là Tịnh Duệ, dòng dõi thanh tịnh. 2. Sát Đế Lợi, dòng dõi vua chúa. 3. Phệ Xá, hạng người hành nghề thương cổ, thương là đem hàng hóa đi bán, cổ là ngồi bán. Hành thương tọa cổ là chỉ cho nghề buôn bán. 4. Chiên Đà La, giai cấp hạ tiện thấp kém nhất trong xã hội, như hàng đồ tẻ chuyên giết heo, giết bò. Tại Ấn Độ, những kẻ làm nghề đồ tẻ lúc đi đường đều phải đi nép một bên, không được đi chung hoặc ngang hàng với người thuộc 3 giai cấp trên và càng không được đi cùng một con đường với hàng quý tộc. Trên thân những người đồ tẻ đều có đánh dấu, ai trông thấy thì liền biết đó là hạng chiên Đà La. Đồ tẻ là một công việc rất thấp hèn, cho nên những người hành nghề này đều bị liệt vào giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội. Thánh nữ đang được nói đến trong kinh này vốn thuộc dòng Bà La Môn, tức là ở hàng quý tộc. Xã hội Ấn Độ và Anh Quốc đều chú trọng giai cấp và cho đến nay họ vẫn còn đặt nặng vấn đề giai cấp. Nước Mỹ là một quốc gia dân chủ, không ai có quan niệm phân chia giai cấp cả, mọi người đều sống rất bình đẳng. Còn Ấn Độ thì lại khác, những người thuộc giai cấp cao không được trò chuyện với người ở giai cấp thấp thua mình. Nếu vi phạm, họ sẽ bị những người thuộc giai cấp cao khinh rẻ, xem như kẻ chẳng ra gì, không có chút giá trị. Quan niệm phân chia giai cấp này rất lợi hại. Thần phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến. Thi La là tiếng Phạn và có nghĩa là giới luật. Tuy nhiên ở đây thì hàm nghĩa thanh lương, mát mẻ. Thần mẫu tôi tên là Duyệt Đế Lợi. Duyệt Đế Lợi cũng là Phạn ngữ. Trong kinh Phật, không có cái gì thuyết pháp một cách chánh thức. Có điều ở đây tôi chú giải thêm chút đỉnh. Duyệt nghĩa là hoan hỷ, vui vẻ. Đế tức là hoàng đế. Vậy hoàng đế vui thích là ý nói người này rất xinh đẹp, ngay cả hoàng đế cũng phải yêu thích, cũng có thể giải thích như thế. Thật ra ý nghĩa của tên gọi thì không nhất định. Quý vị muốn giả nghĩa thế nào cũng được, miễn sao hợp lý thì thôi. Nhất là đối với tiếng Phạn. Do đó sau khi nghe giảng rồi, quý vị xem kinh văn có chỗ nào không hiểu thì chớ vội nói là mình không biết. Quý vị phải vận dụng trí huệ của chính mình để nghiền ngẫm suy luận. Trí huệ của quý vị một khi khai mở thì, ồ tôi biết rồi, thì ra là như vậy. Hễ nói cho hợp lý thì giảng giải thế nào cũng được. Chỉ cần đừng mắng chửi người khác, đừng nói xấu hoặc bôi nhọ, cũng chớ nên cứng nhắc, cố chấp. Vô Độc chắp tay thưa Bồ Tát rằng, Quỷ Vương Vô Độc nghe thánh nữ Bà La Môn nói xong, liền chắp hai tay lại, biểu thị sự cung kính và nói với thánh nữ rằng, xin thánh giả hãy trở về và chớ thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Xin Bồ Tát hãy trở về nơi ở của mình và xin ngài chớ nên lo âu buồn bã nhớ thương thân mẫu nữa. Xin ngài hãy bớt lòng lưu luyến tiếc thương bởi vì tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Vì sao bà Duyệt Đế Lợi lại được sanh lên cõi trời? Nghe nói nhờ con trai của bà có lòng hiếu thuận. Mặc dù là con gái nhưng ở đây biểu thị là con trai. Vì mẹ mà thiết cúng để tu phước và bố thí chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Bố thí tức là trai tăng, cúng chúng, làm cơm chay, cúng dường chư tăng. Như vậy bà Duyệt Đế Lợi này có một người con trai rất hiếu thảo, đã bán hết tất cả gia sản để thiết trai tăng, cúng dường đại chúng tại các chùa và tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, ngõ hầu tu tạo phước lành cho mẫu thân. Chẳng phải chỉ thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục, mà ngày hôm đó những tội nhân vô gián cũng đều được an lạc, đồng được thác sanh cả. Ngoài ra, trong ngày hôm đó, không riêng gì thân mẫu của thánh nữ Bà La Môn, mà vô lượng vô biên tội nhân ở địa ngục vô gián lúc bấy giờ cũng đều được thoát khỏi tội khổ, được sự an vui và đều được sanh lên cõi trời. Nói xong, quỷ vương chắp tay mà cáo lui.
Quỷ vương vô độc nói xong liền cung kính chắp tay làm lễ chào thánh nữ rồi rút lui. Kinh văn: Thánh nữ Bà La Môn dường chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết các việc rồi bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà lập hoằng thệ nguyện rằng: Tôi nguyện từ nay cho đến tận vị lai kiếp sẽ vì những chúng sanh mắc phải tội khổ mà quảng thiết phương tiện khiến cho họ đều được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quỷ vương vô độc ngày trước nay chính là Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Lược giảng: Thánh nữ Bà La Môn dường chiêm bao chợt tỉnh. Câu này nguyên văn chữ Hán là: Bà La Môn nữ tầm như mộng quy. Chữ tầm ở đây ngụ là thời gian không lâu, tầm vốn có nghĩa là tìm kiếm, nhưng ở đây hàm ý khoảng thời gian không lâu lắm, chỉ trong khoảnh khắc, cho nên tầm như mộng quy, tức là dường như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ ngắn ngủi vậy. Rõ biết các việc rồi, tỉnh dậy rồi, thánh nữ hồi tưởng: Ồ, tôi vừa đến một bờ biển và gặp đại quỷ vương vô độc. Sau đó tôi lại còn trông thấy các thú dữ ở địa ngục cùng các tội nhân nữa. Tôi có hỏi về chỗ thác sanh của mẹ tôi và được quỷ vương cho biết là bà đã sanh lên cõi trời rồi. Thánh nữ biết rằng mọi việc mình vừa được chứng kiến hoàn toàn không phải là hư dối mà là nhờ oai thần của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai Gia Bị giúp cho mình được thành tựu ý nguyện. Thánh nữ bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà lập hoằng thệ nguyện rằng: Hoằng có nghĩa là rộng lớn to tát. Thánh nữ Bà La Môn phát thệ nguyện rộng lớn như thế nào? Cô ta nguyện rằng: Tôi nguyện từ nay cho đến tận vị lai kiếp sẽ vì những chúng sanh mắc phải tội khổ, những kẻ đang trầm luân trong sáu đường mà quảng thiết phương tiện lập ra nhiều phương trước khiến cho họ đều được giải thoát, lìa khổ được vui. Tận vị lai kiếp tức là đến tận bao giờ, khi nào sẽ là lúc cùng tận? Không thể có lúc cùng tận, do đó thệ nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không có cùng tận. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Quỷ vương vô độc ngày trước, vị quỷ vương đã cùng hỏi đáp với thánh nữ Bà La Môn thuở nọ, nay chính là Tài Thủ Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát Tài Thủ vốn là vô độc quỷ vương tu tập mà thành. Ngài đã tu pháp thất thánh tài, bảy món của cải quý báu của hàng thánh giả. Một, tín, đức tin là một báu vật của sự tu hành. Hai, giới tài bảo, truyền giới và thọ giới là những sự kiện hết sức hy hữu, đặc biệt là trong thời mạt pháp. Mà người xuất gia thì nhất định phải thọ giới mới là người xuất gia hoàn chỉnh. 3. Đa văn tài bảo, được nghe nhiều, biết rộng cũng là một tài sản quý báu. 4. Xả, biết bố thí, biết xả bỏ cũng là một hạnh quý báu trong sự tu hành. 5. Trí huệ, có trí huệ là điều rất thiết yếu, cho nên trí huệ cũng là báu vật của sự tu hành. 6. Tàm, tàm tức là lòng xấu hổ. 7. Quý, quý là lòng hổ thẹn, sợ người chê. Hai chữ tàm và quý này vốn thường đi chung với nhau, nhưng ở đây thì tách riêng ra. Trên đây là những bảo bối mà người tu hành cần phải có. Do có bảy món tài sản quý báu thiêng liêng, tín giới, đa văn, xả, trí huệ, tàm, quý nên gọi là Tài Thủ Bồ Tát. Còn thánh nữ Bà La Môn đó nay chính là Bồ Tát Địa Tạng vậy. Cho nên chúng ta cần phải học theo đức hạnh tốt đẹp của tiền thân Bồ Tát Địa Tạng, phải hiếu thảo với cha mẹ, độ thoát cha mẹ. Phần thân tập hội là phẩm thứ hai trong số 13 phẩm và thuộc quyển thượng trong toàn bộ 3 quyển thượng trung hạ của kinh Địa Tạng. Phần thân, thân thể làm sao có thể phân chia ra được? Phần thân ở đây cũng có thể gọi là phân linh, phân tánh hoặc phân tâm. Vì sao gọi là phân linh? Các bậc Bồ Tát thường có một thứ linh cảm, có thể nói là hữu cảm tự thông, vô cầu bất ứng, và có thể ví với cảnh giới ngàn ao đầy nước, ngàn trăng hiện, vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. Thiên đàm hữu thủy, thiên đàm nguyệt, vạn lý vô vân, vân lý thanh. Có 1.000 đầm nước thì có 1.000 bóng trăng lung linh phản chiếu trong đầm. Các vầng trăng trong những đầm nước này chính là linh, là tánh, là thân và cũng là tâm vậy. Vì có hồ nước cho nên có bóng trăng phản chiếu, song bồn thể của trăng vẫn nguyên vẹn, chẳng hề bị phân chia. Có hồ nước thì có bóng trăng, vậy bóng trăng đó có phải là từ mặt trăng tách ra không? Không phải, tuy không phải, nhưng trong hồ nước rõ ràng vẫn có bóng trăng hiển hiện, nên nói ngàn ao đầy nước, ngàn trăng hiện, vạn dặm không mây, vạn dặm trời xanh. Các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng vốn không hiện hữu. Vì sao ở đây lại nói là có phân thân? Bởi vì các phân thân này là do tùy thận theo cơ duyên của chúng sanh mà thị hiện. Các phân thân này là như thế nào? Nói một cách đơn giản, phân thân cũng tương tự như hình ảnh vậy. Vốn chỉ là một người,
Sau khi chụp hình thì có được nhiều bức ảnh của cùng một người. Tuy nhiên hình ảnh thì không có tác động, không có sự cảm thông linh ứng và cũng chẳng có sinh khí. Còn các phân thân mà Bồ Tát Địa Tạng hóa hiện ra thì đều giống hệt bổn thân của Ngài, cho nên gọi là ngàn muôn ức hóa thân. Hễ thấy nơi nào có địa ngục, Bồ Tát Địa Tạng liền phân phối một thân của mình đến nơi đó để giáo hóa chúng sanh. Do vậy, khắp 3.000 đại thiên thế giới, bất cứ nơi nào có địa ngục, Ngài đều hiện diện để giáo hóa chúng sanh. Vì Bồ Tát Địa Tạng phát thệ nguyện giáo hóa các chúng sanh trong địa ngục, cho nên ở đâu có địa ngục thì ở đó có phân thân của Ngài Địa Tạng vậy. Tập hội tức là quy tụ, tụ về. Vậy phân thân tập hội ở đây có nghĩa là tất cả những thân mà Địa Tạng Bồ Tát đã hóa hiện ra đều trở về và tụ hội lại với nhau. Kinh văn: Lúc đó phân thân của Bồ Tát Địa Tạng từ các nơi có địa ngục trong 100.000 muôn ức không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết, vô lượng A Tăng Kỳ thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Đức Như Lai, phần thân từ mỗi phương hợp cùng những chúng đã được giải thoát khỏi chốn nghiệp đạo, cũng đông đến số ngàn muôn ức na do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến ấy thể đều nhờ Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa, làm cho vĩnh viễn không còn thối chuyển nơi An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những chúng sanh này từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, trôi lăn trong vòng sinh tử, chịu khổ trong sáu đường, không lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi quảng đại và thệ nguyện thâm sâu của Bồ Tát Địa Tạng nên tất cả đều chứng được quả vị. Khi đến được cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng, hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Lược giảng: Lúc đó phân thân của Bồ Tát Địa Tạng từ các nơi có địa ngục trong 100.000 muôn ức không thể nghĩ, không thể bàn, không thể tính đếm, không thể nói hết, vô lượng A Tăng Kỳ thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Không thể nghĩ có nghĩa là không thể nào nghĩ ra được, không thể mường tượng được. Không thể bàn là không thể dùng lời lẽ mà luận bàn được. Không thể tính đếm tức là không thể nào tính toán đong đếm hoặc đo lường được. Không thể nói hết tức là ngay cả nói cũng không thể nói cho hết được. Vô lượng A Tăng Kỳ thế giới tức là vô lượng vô số thế giới, nhiều đến nỗi không thể tính đếm ra số lượng được. Hễ nơi nào có địa ngục thì nơi đó có phân thân của Bồ Tát Địa Tạng hóa hiện ra, cho nên có đến vô lượng phân thân của Bồ Tát Địa Tạng. Và lúc bấy giờ tất cả các phân thân này đều cùng quy tụ về Đao Lợi Thiên Cung. Do nhờ thần lực của Đức Như Lai, phân thân từ mỗi phương hợp cùng những chúng đã được giải thoát khỏi chốn nghiệp đạo, cũng đông đến số ngàn muôn ức na do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Nhờ đại oai thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, phần thân của Bồ Tát Địa Tạng đến từ các phương đều dẫn theo những chúng sanh từng được Ngài cứu độ ra khỏi chốn nghiệp đạo tội lỗi, cho nên mỗi phần thân của Bồ Tát Địa Tạng đều có cả 100.000 vạn ức na do tha chúng sanh lũ lượt tháp tùng. Những chúng sanh này cũng như các phần thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, ai nấy đều có mang theo hương và hoa để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Những chúng cùng đến ấy, tất cả những chúng sanh đi theo các phân thân của Bồ Tát Địa Tạng, thảy đều nhờ Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa, làm cho vĩnh viễn không còn thối chuyển nơi An Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những chúng sanh ấy nhờ được Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa mà được an trụ mãi mãi trong cảnh giới bất thối chuyển đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những chúng sanh này từ nhiều kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử, chịu khổ trong sáu đường. Họ cứ thoạt chìm thoạt nổi, ngoi ngóp trong bể khổ sanh tử, chẳng khác nào những đợt sóng biển cuộn cuộn không ngừng. Họ cứ sanh ra rồi chết đi, chết rồi lại sanh ra, sanh sanh tử tử như sóng nước bất tận. Cứ thế họ chậm luân trôi dạt trong sáu nẻo luân hồi, không lúc nào tạm ngừng dứt. Trong lục đạo họ đã phải liên tục chịu đựng vô lượng khổ não, ngay cả một khoảnh khắc ngắn ngủi để nghỉ ngơi cũng không thể nào có được. May thay nhờ lòng từ bi quảng đại và thệ nguyện thâm sâu của Bồ Tát Địa Tạng nên tất cả những chúng sanh khốn khổ ấy đều chứng được quả vị. Bồ Tát Địa Tạng đã từng phát nguyện: Địa ngục chưa trống không, ta thề chưa thành Phật, chúng sanh độ hết rồi, ta mới chứng Bồ Đề. Địa ngục vị không, thề bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Chính nguyện lực rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng đã khiến cho các chúng sanh ấy đều chứng được quả vị, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, A-la-hán hoặc các quả vị khác. Giờ đây khi đến được cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng hớn hở, ai nấy đều sanh tâm đại hoan hỷ và chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Những chúng sanh này đến được cõi trời Đao Lợi rồi thì tất cả đều một lòng một dạ hân hoan dõi mắt về phía Đức Phật Thích Ca Mâu Ni,
thành kính ngắm nhìn không rời một thoáng, đó là biểu thị sự nhất tâm chiêm ngưỡng Đức Như Lai và lòng cung kính chí thành của họ.